Tôi vừa quy y Tam Bảo và thọ trì được ngũ giới cách đây không lâu. Theo sự hiểu biết của tôi, sau khi quy y Tam Bảo, tôi nên thực hành bố thí cúng dường giữ giới cho đến cuối đời. Tôi cũng cố gắng học Pháp bằng cách nghe các video YouTube của Sư Hạnh Tuệ. Ngoài ra, tôi nên làm gì để giữ niềm tin Phật giáo nguyên thủy của mình, không chỉ cho đến hết kiếp này, mà cả những kiếp sau, cho đến tôi có thể trở thành A-la-hán và đạt được Niết Bàn? Thứ nhất là mình tiếp tục làm các việc thiện, duy trì làm một cách thường xuyên. Và bên cạnh đó, chúng ta nên tập vun bồi truy kiếm, vun bồi những kiến thức giáo lý để biết thêm về lời dạy của Thế Tôn. Nhờ như vậy, mình sẽ ngày càng có niềm tin nơi Tam Bảo, và sự thực hành theo chánh pháp của mình nó sẽ càng ngày càng đúng đắn và càng ngày càng thuận lợi. Còn cái việc mà để từ giờ cho đến khi thoát khỏi luân hồi thì chỉ có một cách, đó là gì? Phát nguyện. Trong các ba la mật nó có một cái là cái quyết định ba la mật, hoặc còn gọi là chí nguyện ba la mật, là khi mình làm bất kỳ một thiện nghiệp nào đó, mình nguyện là do nhờ phước thiện này nó sẽ là nhân đưa đến sự thoát khổ, đưa đến sự giải thoát giác ngộ, đưa đến Niết Bàn. Và khi mình làm đủ nhiều các cái phước thiện như thế, thì khi quả nó trổ thì mình sẽ được gần gũi với chánh pháp. Thì chỉ có những cái cách như thế thôi. Cho nên là ráng tiếp tục làm thiện và làm một cách thường xuyên. Và nhớ, mỗi lần mình làm thiện thì mục đích của mình làm là để thoát khổ. Và mỗi lần sau khi làm đó, mình đều nguyện đây là cái duyên lành đưa tôi đến sự chấm dứt khổ đau.